Alo, chào mừng tất cả mọi người đến với kênh của Điện thoại An Thảo nhé. Bên em là chuyên bán iPhone cũ, đấy, iPhone cũ giá rẻ và hàng chính hãng của Apple sản xuất nhé. Đây là thẻ bảo hành bên em này, bên em là bảo hành 1 tháng lỗi 1 đổi 1 cho mọi người nhá. Zalo và số điện thoại tư vấn thì là 0338305595. Facebook em có đính kèm dưới phần mô tả nhé. Mọi người mua hàng thì cọc trước giúp em 100, 200 qua hai ngân hàng là Techcombank và Vietcombank. Chủ tài khoản là Nguyễn Anh Đào nhé. Khi mua hàng thì mọi người sẽ giữ thẻ bảo hành kèm với cả tem dán update nhé. Này, tem dán update bên em sẽ bảo hành cho mọi người lỗi 1 đổi 1 trong vòng 1 tháng. Và cái bảo hành này ấy, thì mình lưu ý là không làm rơi vỡ hoặc là rơi nước nhá, là trong tình huống đấy thì bên em sẽ không nhận bảo hành nếu như mà máy rơi vỡ hoặc là rơi nước. Đợt này thì em có một ít hàng mới về và em nói luôn là nhà em có ship code toàn quốc cho mọi người nhá, và ship ở các tỉnh miền Nam có chỉ thị 15 16 ấy thì vẫn ship được, nhưng mà thời gian đi nó rất là lâu, từ 12 đến 15 ngày, nên là khách hàng anh chị mà mình xác định đợi được hàng thì mới đặt hàng nhá. Tại vì đợt này em có 5 6 đơn hoàn về là toàn khách khách đợi lâu quá ấy. Khách hàng đợi lâu quá nên là từ chối nhận hàng, và trước khi gửi em đã thông báo rồi sẽ phải đợi từ 7 cho đến 15 ngày thì mới nhận được hàng. Nhưng mà mọi người không đợi được thì mọi người đặt hàng em làm gì? Bây giờ phí hoàn về nó rất là cao. Và thời gian hoàn về cũng lâu, phải 1 tháng hoặc hơn 1 tháng thì hàng mới hoàn về được bên em, nên là mọi người lưu ý giúp em nhá. Mọi người cảm giác là nhận được hàng thì mình mới đặt hàng, còn không nhận được thì thôi, không đặt mất thời gian hai bên đấy. Rồi bây giờ thì em sẽ giới thiệu cái dòng iPhone bên em có đầy đủ các mẫu mã từ iPhone SE cho đến 8 Plus nha mọi người. Rồi bây giờ em sẽ quay dòng 7 Plus trước đi. 7 Plus Lock 32GB này, hình thức phẩy nhỡ nha. Em có cả màu đen nhám nữa, nhưng mà em sẽ quay hai màu là màu hồng và màu trắng. Phẩy nhỡ là như nào? Phẩy nhỡ là có cấn, có xước nha, có cấn nha, nhưng mà là xước nhẹ thôi. Đây, cây hồng thì pin 96, còn cây trắng này thì pin 74. Pin 74 thì em hỗ trợ thay pin mới cho mọi người nhé. Những cái vết này là không lau được này, nếu như lau được thì em đã lau rồi, không lau được những cái vết này nên là bán vỏ nhỡ xấu luôn. Đấy, hình thức như em quay ở trên hình này nhá. Quay rất là kỹ, rất là nét luôn. Hai cây này thì bản Mỹ 32GB. Máy lốc thì 100% phải lên US cao nhất để fix sim nhá. Và có thể lên US 15 để thoải mái luôn. Đấy. Nhà em fix sẵn sim rồi, đang hiện không có giới hạn của sim, mọi người chỉ việc lắp sim và sử dụng thôi. 7 Plus này thì màn của nó 5,5 inch nhá, và pin là 2009 nhá, pin trâu, sóng khỏe, màn to. Rất phù hợp để chơi game và học online nhá. Cây này pin cao luôn, pin 9596 nhá. Hình thức phẩy như này nhà em bán 3 triệu rưỡi một cây nhá. Đấy. 3 triệu rưỡi một cây. 7 Plus Lock 32GB hình thức phẩy. Lock này mình lắp sim tất cả các loại sim thoải mái nhá. Nâng cấp phần mềm US bình thường. Đăng nhập iCloud bình thường. Đấy, mọi người tùy ý mà. Tất cả máy nhà em gửi đi đều không có iCloud đâu nhá. Đây, iCloud sạch sẽ luôn nhá. Về mình chỉ việc đăng nhập vào iCloud để sử dụng thôi. Vân tay nhạy full chức năng. Đấy, hình thức phẩy nhỡ này là nhà em bán 3 triệu rưỡi nha. Còn mà thích vỏ xấu hơn nữa thì là 3 triệu tư. 7 Plus Lock 32GB vỏ nhỡ 3 triệu rưỡi một cây nha. Rồi sang đến hình thức đẹp hơn. Đẹp hơn thì nó rơi vào 98-99% nha. Đây cái cây trắng này thì màn linh kiện nha, màn linh kiện để ý giúp em. Màn linh kiện thì em bán giá bỏ màn là cây này em bán 3 triệu nha, cũng fix full quốc tế, màn linh kiện.
pin 83% ok không phải thay nhá. 7 plus lốc 32 GB. Đấy. Màn linh kiện thì nó dày hơn màn zin một xíu nhá. Vậy ai mua về đọc báo hay Facebook thì ok, chứ mua chơi game thì mình nên mua màn zin nhá. Đây cây này màn linh kiện em bán giá 3 triệu nhá, 7 plus lock 32 GB. Rồi sang đến màn zin đẹp, màn zin máy đẹp. Đây, pin 83, pin 78 thì thay pin luôn cho mọi người, hoặc là em gửi kèm quả pin nhá. Hình thức đẹp 98-99%. Đấy. Hình thức đẹp này nhà em bán là 3 triệu 7 một cây nhá, 7 plus lock 32 GB. Đẹp là 3 triệu 7, phải nhỡ là 3 triệu rưỡi, vỏ xấu là 3 triệu tư và màn linh kiện là 3 triệu nhá. Mua kiểu nào cũng ok hết luôn. Đấy, còn có cả màu đen nhám nữa. Đây, màu nhện đen nhám đẹp. 3 triệu 7 một cây thôi ạ. Hàng nhà em bao chuẩn bao zin luôn. Những cái dòng này ví dụ cái này pin 93% không phải thay pin thì 100% là còn áp nhá. Bản mỹ xịn luôn. Vân tay các thứ ok hết. Đấy, mọi người về chỉ việc lắp sim sử dụng thôi nhá. Em bao sóng khắp toàn quốc luôn nhá. Quốc tế lên sóng như nào thì lốc dùng y chang như thế, không kén sóng một tí nào, không văng, không mít cuộc gọi nhá. Không cần dùng sim ghép, chỉ cần lắp sim là sử dụng thôi. Đấy. Máy rất là đẹp, pin cao nhá. Bây giờ mình mua đầu lô thì sẽ có pin cao cho mọi người, chứ cuối lô là đa số là phải thay pin. Rồi tiếp tục là 7 lốc 32 GB. 7 lốc 32 GB em còn 3 cây màn linh kiện nhá. 3 cây màn linh kiện, vỏ phẩy nha. Phẩy phẩy đẹp nha. Đấy màn linh kiện này. Và cũng full như quốc tế, 7 nhỏ này thì màn của nó chỉ 4,7 inch thôi. Cây này pin 86 ok nhá. Màn 4,7 inch và pin 1960 nhá. 7 nhỏ lốc màn linh kiện thì em vẫn thanh lý giá 1 triệu 9 một cây nhá. Cây này pin 100 thay mới này, ok luôn. Đấy. 7 nhỏ lốc 32 GB, màn linh kiện em bán giá 1 triệu 9 một cây nhá. Đây, còn 7 nhỏ lốc 32 GB, màn zin, zin on, full chức năng nguyên bản chưa qua sửa chữa, hàng chuẩn chính hãng Apple nhá. Thì em bán giá 2 triệu 350 nghìn một cây. Và cũng phi full như quốc tế rồi. Cây gold này pin 99 này. Cây đen này pin 85 nhá. Màu đen nhà em rất là nhiều. Còn màu gold thì em chỉ có một cây duy nhất này thôi. Màu đen rất là nhiều nhá. Đen này là đen nhám nha mọi người. Đấy, rất là đẹp. Màu đen nhám cực kỳ bóng, ráng, sáng, đẹp luôn. 7 lốc 32 GB hàng đẹp nhé, em bán 2 triệu 350 nghìn. Vỏ phẩy nhỡ là 2 triệu 2 nhá. Còn vỏ xấu màn lô này thì em bán giá là 1 triệu 9. Đấy, mọi người có thể mua thoải mái các cái dòng máy nhà em, có lựa chọn rất là nhiều luôn. Rồi sang 7 Plus quốc tế. 7 Plus quốc tế 32 GB. Hình thức phẩy. Phẩy ít thôi. Đây, ví dụ cây này cấn một vết ở đây. Đấy. Còn cây này thì trong sơn nhẹ, bóc sơn nhẹ ở lưng. Đấy. Còn lại là zin đẹp hết. Đây, bản quốc tế Mỹ 32 GB. Pin cây này 96% luôn nha. Đấy. Pin cao luôn. Hai cây phẩy này thì em bán giá 4 triệu mốt một cây nhá. Còn hình thức đẹp 99 keng. Đây, hình thức đẹp 99 keng là 4250 nhá. Mà hàng này nhà em chỉ có màu đen nhám thôi, nên là không có vàng hay là hồng hay là trắng đâu nhá. Mọi người ưng cái màu đen nhám này thì có thể liên hệ với em ngay lập tức để mua hàng. Đây, đẹp 99 keng này, không một vết xước này. Đấy. Giá là hàng 99 keng này là 4 triệu 250 nghìn nhá. Tất cả đều bản 32 GB. Mình có thể lên US thoải mái. Ví dụ cây này pin 80 thì em có thể thay pin hoặc là gửi pin kèm cho mọi người đều ok nhá. Cây này pin 83 ok không cần phải thay này. Đó. 7 Plus quốc tế 32 GB.
Hàng zin đẹp 99 keng nhà em bán 4.250.000 nhá. Màn to sóng khỏe. Quốc tế thì bao quốc tế trọn đời và mình có thể reset dòng 2 thoải mái để mình phân biệt giữa máy lốc và quốc tế nhá. Rồi tiếp theo đến 8 Plus. 8 Plus lốc 64GB. Đấy, hình thức đẹp khoảng 98% nhá. Đấy, hình thức đẹp 98%. Màu vàng gold nhá, nhà em giờ chỉ còn màu vàng gold và màu trắng thôi. Thì hình thức nó cũng tương đối như nhau thôi, cây nào cũng vậy. Đây, pin 83 này, ok nhá. Pin cây này 84, ok luôn. Đấy. Zinon nguyên áp suất, chưa qua sửa chữa gì cả. Đấy, 8 Plus thì mặt lưng kính rất là đẹp nha. 8 Plus Lock thì nhà em đang bán giá là 5 triệu rưỡi một cây nha. 8 Plus Lock 64GB, bản Mỹ LL trên A, hình thức 98%, giá là 5 triệu rưỡi một cây nhá. Số lượng thì còn khoảng 30 cây nên là mọi người có thể mua trong vòng nửa tháng cũng được. Màu rất là đẹp. Cây nào cũng đẹp hết. 98% nha. Giá là 5 triệu rưỡi một cây thôi. Đây, ví dụ như cây này pin 81%, thay mới cũng được hoặc gửi kèm pin cũng được nha mọi người. 8 Plus Lock 64GB. Giá là 5 triệu rưỡi một cây nhá. Rồi nhà em có thêm là 6S Plus quốc tế 64GB hàng phẩy nhá. Đây hàng phẩy này. Mỗi cây sẽ phẩy một tí xíu. Và nguyên zin nguyên bản chưa qua sửa chữa nhá. Tất cả đều bản Mỹ 64GB hết nhá. Dòng này thì đa số là phải thay pin mới rồi. Không có pin tốt đâu. Đây, pin 71% này. Đấy, em sẽ thay pin mới cho mọi người nhé. 6S Plus quốc tế 64GB. Hình thức phẩy nhỡ này em bán 3 triệu mốt một cây nhé. 3 triệu mốt một cây thôi, có mỗi 3 cây. Đấy, anh nhanh tay thì còn nhá. Rồi, tiếp theo đến hai cây 6S Lock này. 6S Lock 32GB vỏ nhỡ xấu nhá. Đây, vỏ nhỡ xấu. Quay cận cảnh luôn. Nhưng mà được cái gì nguyên bản, chưa qua sửa chữa gì cả. Vỏ nhỡ này thì về mình dùng ốp lưng là ok hết. Đây hai cây này, một cây pin 100, một cây pin 95 nha. Này, bán thanh lý giá 1 triệu 7 một cây nhá, full chức năng, màn zin benzin, vân tay ok. Chỉ mỗi tội là vỏ xấu thôi. Bán giá 1 triệu 7 một cây nhá, 6S Lock 32GB. 1 triệu 7 một cây. Rồi cái cây này là cây 6S Plus Lock 64GB màu gold nhá. Đây, nhà em fit full quốc tế rồi, chỉ việc lắp sim là sử dụng thôi. Cây này thì vỏ có chày nhá, vỏ chày ở ở phía dưới này. Bản 64GB. Đấy. Lưng thì đẹp. Vỏ chày ở các góc nhá. Cây này lưng đẹp vỏ chày thì em bán giá là 2 triệu 2 triệu tư cây này đi. 6S Plus Lock 64GB vỏ xấu. 2 triệu tư. Pin 90% ok nhá. Tiếp theo là đến 7 Plus Lock. 7 Plus Lock 128GB màu vàng gold nhá. Hình thức đẹp 99 keng. Bản 128GB nha mọi người. Ai cần dung lượng lớn thì có thể mua cây này nha. 128GB. Fix full như quốc tế. Đấy. Thi thoảng mới có một cây gold thôi. Pin thay mới 100% nha. Cây này em bán giá 4 triệu mốt nha. 4 triệu mốt cây này. 7 Plus Lock 128GB màu vàng gold. Đẹp 99 keng. 4 triệu mốt nha. Rồi. Bằng giá cây đấy là 7 Plus quốc tế 128GB, nhưng mà cây này mất vân tay. Đấy, bản quốc tế
quốc tế, ba quốc tế trọn đời và reset dòng hai thoải mái nhé. Cái này mất vân tay thì mình sẽ dùng nút home ảo và sẽ thay pin mới 100% cho mọi người luôn, tại vì cây này pin còn có 78% thôi. Bản quốc tế đấy, quốc tế này 128 GB, cây này mất vân tay. Nút home của nó vẫn bấm bình thường nhá, nhưng mà dùng home vật lý nên là nó không được nhạy, thế nên là mình cứ dùng cái home ảo này cũng ok hết. Cam kiếp ngon lành, vân tay thì mất. Màn zin, main zin chưa qua sửa chữa. Giá 4 triệu mốt nha. Màu hồng. Rồi sang đến 7 Plus quốc tế 128 GB. Cây này thì hình thức rơi vào 99% nha. Pin thay mới 100%. À, pin thay mới 100% nhé. Màu đen nhám. Bản quốc tế Mỹ 128 GB. Cái này thì zin full chức năng, vân tay nhạy. Vân tay nhạy. Cái này em bán giá 4 triệu 7 nha. 7 Plus quốc tế 128 GB. Hình thức đẹp 99, pin thay mới 100%. Giá 4 triệu 7 cây này nhé. Chuyển sang cây 8 Plus này. 8 Plus quốc tế 64 GB, em có một cây màu đỏ mận. Đấy, cây này thì có chắp sơn nhẹ ở trên phần kính cam nhá, gọi là xước xước nhẹ kính cam đấy. Xước nhẹ kính cam. Còn lại là đẹp hết này. Cây này thì pin zin theo máy là 89% nhá. Và zin nguyên áp suất chưa hề qua sửa chữa gì cả. Đây. Pin zin theo máy 89% là ok rồi đấy. Bản quốc tế Mỹ 64 GB. Cái này em bán giá là 6 triệu 2 nhá. Bản quốc tế 6 triệu 2. Còn bản lớp kia là 5 triệu 5 nhá. 8 Plus quốc tế 64 GB, giá là 6 triệu 2, có đúng một cây duy nhất. 6S quốc tế 32 GB. Cây này cây màu trắng nhá, bản quốc tế. Và em sẽ thay pin cho mọi người. Đây, cây này pin 73%, thay pin luôn nhá. Bản quốc tế Mỹ, cây này giá 2 triệu 250 nghìn nhá. Hình thức đẹp. Lưng có cái một cái vệt gọi là vệt nhẹ này thôi. Không ảnh hưởng gì hết. Máy cũ mà. 2 triệu 250 nghìn. Tất cả hàng của nhà em bán ra đều tặng kèm sạc cường lực ốp lưng nhá. Và bảo hành 1 tháng lỗi 1 đổi 1 cho mọi người, không tặng kèm tai nghe đâu. Và khi khách mua hàng thì sẽ chịu tiền ship nha, bên em không chịu phí ship đâu. Và em sẽ nói rõ ràng để mọi người ưng thì mọi người mua, còn không ưng thì mình không làm việc được với nhau nhá. Rồi chuyển sang đến iPhone SE quốc tế 32 GB, nhà em có đủ màu nha. Màu trắng thì còn pin tốt, còn màu hồng, màu xám và màu gold chỉ có pin 8X thôi nha. Hình thức là đẹp 99 cho đến keng và không hề cấn móp. Máy zin chưa qua sửa chữa. Đấy. Cái gold này, US 13 này. US 14 này. Cây này cũng US 13 này. Đấy. SE quốc tế 32 GB. Hình thức đẹp. Đấy, nhé, có đủ màu nhá. Giá là 1 triệu 850 nghìn. Ship code toàn quốc, cọc trước 50 nghìn thôi ạ. Đủ màu. SE này thì em nói nhiều rồi, gần như video nào em cũng nói. SE này thì cấu hình của nó ngang với của 6S và màn 4.0 inch. Cấu hình ngang ngửa 6S và vỏ của 5S. Nên là chơi game ok hết. Đây. 5S thì nó chỉ có chữ S ở lưng thôi, còn iPhone SE là có chữ SE ở lưng nha mọi người. Đấy. Toàn là máy đẹp, hàng chất, hàng tuyển đấy. Giá 1 triệu 850 nghìn một cây. Tiếp đến là có cái tai nghe Pro này. Tai nghe iPod Pro hàng New Seal nhé. Đây, nếu như mà bóc ra thì hình dáng của nó sẽ như thế này. Có gioăng cao su và nó sẽ chống ồn cho mọi người nha. Đấy, không khác gì một cái tai zin luôn. Mọi người nhận hàng thì mình mở ra kiểm tra hàng nhé. Mình kết nối với iPhone. À, rồi mình nghe thử rồi ok thì mình sẽ đặt hàng nhá. Mình nhận hàng nhá. Đấy, tai nghe Pro.
Nhà em bán 400.000 một bộ nha. Đây, khi gửi hàng thì em sẽ gửi hàng new seal chưa qua sử dụng cho mọi người. Giá là 400.000 một bộ, nếu mua kèm với điện thoại thì là 350.000, còn mua lẻ là 400.000 bao ship toàn quốc nha. Hàng này thì lời lãi chả đáng bao nhiêu đâu, nên là anh chị nào đặt hàng thì mình có ý thức nhận hàng giúp em nhé. Hôm nọ cũng có một anh đặt hàng đặt cho vui thôi. Khi mà shipper mang hàng xuống dưới thì shipper bảo là anh này có đặt 7-8 đơn mà anh ấy bảo là anh ấy không đủ tiền để nhận được hết. Đấy, nên là shop hỏi anh ấy là có nhận hàng hay không. Và em điện cho khách thì khách bảo là tí anh nhận, tí anh nhận. Và đơn của em thì đang lưu kho 3 ngày để đợi anh ấy nhận. Và cuối cùng bây giờ gọi điện anh ấy không nghe máy nữa. Rất là buồn cười. Tai nghe này nhà em lại rất là mỏng, nên là mọi người lưu ý nhận đặt hàng thì nhận hàng giúp em nhá. Đấy. Dạ, em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nói chung là mỗi người có một cái ý thức thì mình sẽ làm việc và hợp tác với nhau lâu dài bền vững hơn là mình không có ý thức nhận hàng nhá. Không có ý thức nhận hàng thôi thì thôi đừng đặt hàng nữa làm gì cho mất thời gian nhá. Rồi mọi người yêu thích kênh của An Thảo nhớ bấm like, bấm đăng ký kênh, bấm chia sẻ thì càng tốt để theo dõi kênh của An Thảo và không bỏ lỡ bất cứ một cái video nào của shop An Thảo nhá. Chia sẻ với mọi người thật nhiều để mọi người biết đến kênh của An Thảo, mua được những cái chiếc iPhone ngon, bổ rẻ và hàng chính hãng của Apple sản xuất nhá. Rồi video của em đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả mọi người.